Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng cũng đã đi tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Hội và thị trấn Tiên Điền nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm hỏi và tặng quà bà Nguyễn Thị Mạo, mẹ liệt sĩ Nguyễn Sĩ Hùng tại thôn Hội Long, xã Xuân Hội. Ông Nguyễn Anh Vững, bệnh binh 61%, thường xuyên phải nằm viện tại thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội. Và bà Hà Thị Chắt, thương binh 21%, thường xuyên ốm đau tại thị trấn Tiên Điền. Thăm hỏi tặng quà các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các bác, các mẹ cùng gia đình trong những năm tháng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng động viên các bác, các mẹ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật, luôn là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo, đồng thời tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.